Chẳng trình chuyện sắm mấy lời ngày nay dân chúng vậy thời gán chi nghe. Hiền lương bổn phận tu mi nè, còn nữa nghe cưng. Phần thời mắt trận đại phong nữa nghe. Đông Tây Nam Bắc đại đồng lấp thay nghe. Qua năm Đinh Mão như tơ gối cuồng. Chỗ bây giờ qua năm Đinh Mão như tơ gối cuồng, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về đó. Mà ổng còn cho mình biết đó là vậy mà chưa mấy ủ ê nghe, trung ương gồng lộn ê hề đó. Thôi ơi, cô bác anh em ơi, gán tu đi đặng mà mình giật nợ. Chứ không tu giật nợ không được nghe, thầy nói cô hai chần bạch tiết đó em nghe không. Nghiệp tuy có nhưng đối với người thiệt tâm họ không làm gì được mình. Mà tôi nói anh em nghe nè, mày không tu mày cũng đợi à. Ha, tao tu hiền tao tương cũng lại cũng đợi. Mấy chục tuổi Phật Đức Diêm Chúa ngài nói đó, Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lương dân đáo ngũ canh, định cưng canh ba chết thì canh ba cưng chết chứ không hẹn được canh năm. Nhưng mà em tu á thì em nhờ phước đức công phu của mình đã bòn mót em, mình tự mình tu mà thầy nói mà. Thầy nói nè. Trong ổng nói Phật thánh tiên muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy ha. Rồi mình lo mình bòn đi rồi mình được dựng gầy nên sự nghiệp rồi. Trời ơi mấy em ơi, mấy em tu mà mấy em được tâm pháp rồi, nó thiệt mấy em đền đài thái tử người ta ngon ngon người ta còn bỏ kìa. Mà ông rất là uổng ha. Em nghĩ coi, trong một nước chỉ có một người thôi nghe em. Thầy nói đó, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên mà được người, mà người này chắc là nó bị lép rồi. Bị lép rồi em ơi. Bởi ông ba ông nói đừng ông nói cười cười, ngàn thiếu người mới được 100. Đừng bà mang tiếng dục dâm 1000 còn được dư 500 ngoài. Đừng bà Phật dạy nghe lời, đừng ông Phật dạy cãi trời loạn tâm đấy em thấy chưa? Thấy cãi chưa? Mình đừng nói nha cưng, mình lo mình tu đi. Thiệt á? Tôi hồi xưa nghe em, tôi được chứng kiến cái người này lục thẳng luôn. Mẹ em biết không? Hồi đó tôi mới có 2 đứa con à. Ông chồng tôi ổng đi Đồng Miên, cái tôi nghe người ta đồn nói ở trển ta kéo xuồng lên ta giết dữ lắm. Tôi vô má tôi khóc, cái má tôi mới chở qua bển. Tôi nói thiệt em, ông rất là hiền mà ông ốm nhách tu tới nỗi mà vợ đuổi luôn. Vợ đuổi luôn mà ra gốc cây ngồi tu luôn. Ông có cái chiếc ghe bể đó, để chứ xong phải chèm sao, lôi lên bờ, lôi bờ chung vô đóng tu đó mà em biết. Tôi qua tới rồi đó hả? Là ông nói nè, ông phát tài diễm dờm. Ông nói chồng tôi bây giờ mặn được bao nhiêu tiền và ở đâu và bữa mấy về. Tôi nói em ngay chốc luôn, ngay chốc luôn, người ta lục thông đó em, mà người ta hiền lắm. Còn con nít người ta mà gớt xong đó chết ngắt luôn, mò táo thông tháo thổ không được. Mà ổng xuống ổng đi lại cái kẹt cầu nhà ta, ổng bở đứa nhỏ lên, bở đứa nhỏ lên. Tôi chính tôi tính kiến nghe em, chết ngắt rồi sống đâu nữa. Ông đi tìm xác giùm. Ông cha tôi hồi đó cũng theo tu giống đó đó em, mà ông chết ông biết ngày đó mà ông biết niệm Phật luôn. Mà chính tôi được thử cái mùi hương luôn. Mà em biết khi xưa ha, nói ngay tôi cũng có chứng kiến được nhiều người nghe mấy em. Tôi kể lại mấy em nghe nè. Hồi đó tôi mới ăn tương cúng lại, tôi đi qua chùa ông ba đó, tôi cúng hương nhưng mà tôi không cúng được, tôi đi giờ về vậy. Tôi gặp 2 cây điệp ở ngoài đường, tôi mới đi tới đây. Tôi gặp mấy người đó như em vậy đó, cái mà bận đồ bật giặt mẻ nữa nha. Kêu anh hai, anh lại tôi hỏi thăm anh hai. Nói hỏi gì nữa đây? Tôi nói tôi hỏi anh chưa, cái người đó chết mấy thất rồi, nói mới có 1 thất. Tôi nói chàng ơi uổng quá uổng. Phải được tôi qua, tôi gặp dịp và tôi chứng kiến đặng tôi hỏi cậu con đường tu như thế nào. Rồi cái ảnh mới nói nè, chị ở đâu mà chị đi đây mà chị nói chuyện với tôi ha, chị nói chuyện với gốc cây. Tôi nói trời ơi, thì tôi gặp anh đây, tôi kêu anh tôi hỏi cái người này, tại vì tôi thấy cái người này chết mà người ta lợi bằng từng nhiều, tôi mới hỏi thăm vậy. Nói trời ơi chị ơi, phải chi cậu còn sống mà chị lợi ha, đặng mà chị với cậu nói chuyện cho tôi nghe với, tôi người ở đây. Nhưng mà tôi hỏi chị chứ, chị trả lời tôi nghe đi, lý do làm sao mà chị nói người này tu quá ngon, phải chi còn sống chị lợi là sao. Mà tôi cũng ước vậy đó, mà giờ cậu chết rồi chị làm sao.
Tôi nói thì lỡ rồi thôi chứ biết sao vậy? Mình chỉ biết tiếc thôi. Nhưng mà anh hỏi tôi chứ lý do làm sao mà chị biết cậu mà chị đòi gặp. Nhưng mà cậu chết rồi chị em mình không gặp được đâu. Tôi nói dĩ nhiên rồi nhưng mà tiếc vậy thôi chứ tôi không có tới lui được. Tôi chỉ là lâu lâu đi lần thôi anh hai. Rồi anh nói thôi nói vòng vo hoài trả lời tôi nghe. Tôi nói tôi trả lời người này đắc đạo. Nói sao chị biết? Chị nói chị người ở xa lại chị chưa gặp cậu lần nào chị cho cậu chết veo rồi sao chị biết? Nói mà tôi nói thiệt anh tôi có con mắt tôi nhìn đời. Thì anh có mắt thì anh cũng nhìn tôi có mắt tôi nhìn thì cái nhìn của người nào trúng thì anh nói đi. Nói tôi cũng biết nữa nhưng mà tôi người ở gần thì tôi biết. Nó không bằng chị vậy thôi. Nhưng mà chị trả lời cho tôi nghe lý do sao chị biết cậu đắc đạo. Em ơi, hai cây bông điệp trồng trước cửa nghe em. Tôi nói ha, bông điệp của người ta đó. Ta kêu bằng bông điệp Tây đó. Em ơi, nó bằng gan như dán ngựa vậy đó. Không có bông nào so le sóc đất hết. Tôi mới hồi nghi, tôi mới nói đó. Thì thấy đó. Rồi anh nói vậy là chị hay lắm. Ừ, tôi nhìn thấy. Quá màu nhiệm hết rồi. Hả? Quá màu nhiệm hết rồi. Ừ, màu ơi. Trời ơi, còn em chưa nghe để tôi kể mẫu chuyện này nữa nha. Hồi xưa tôi đi vô chùa cố ha, tôi cạo gió dùm. Rồi tới cái giờ nghỉ đó, cái tôi mới gặp cái anh đó, anh bằng áo giặt mẻ nữa. Cái tôi mắc lại tôi hỏi anh hai, giờ này tôi nghỉ cạo rồi anh lại anh em mình nói chuyện đạo đùa nghe. Nó dạ tôi mắc chùm bánh tét. Rồi cái tôi mới nói nè, tôi nói ê, ông Phật ông nói mình đã gặp con thiền Bát Nhã có lý nào ích kỷ tu thân nghe. Cái anh nói rồi tới nữa, tôi ích kỷ nào từ. Mà nói vậy rồi cái tôi nói vậy chứ tôi mời anh xuống đây ngồi nói chuyện sao anh đổ thừa anh chậm bánh tét bộ bánh tét có người thấy không được sao. Rồi cái anh mới nói thôi bây giờ tôi nói chị nghe chuyện hen, chị vô cái phòng số 2 cái đường đi vô chùa cố mà có ta để riêng riêng phòng cho mấy người đợi chỗ người ta ngủ đó. Chị vô cái phòng có cái phòng số 2 đó chị lại đó chị hỏi thăm. Nhưng mà trước khi chị đi tôi chỉ chị một cái nữa nè, tôi đố chị cái này là gì của tôi. Mà em biết hả, anh cúng lại anh niệm Phật mà tới nỗi anh đào sắn mướn mà anh lượm được cục đá. Cục đá mà tôi nói em nghe cục đá y như cái ghế vậy đó. Giờ em biết liền luôn. Đá giống ghế hay đá đẽo thành đề ghế? Không, đá giống như cái ghế vậy đó. Ừ. 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 Anh đố tôi chứ từ đâu chị biết cái này không? Tôi nói biết rồi. Nhưng mà cái này là anh đào anh lượm được phải không? Nói ừ, lượm được. Nhưng mà chị trả lời tôi nghe. Nói cái này tôi không biết, tôi không có trả lời được đâu. Nhưng mà biết rồi đó, biết rồi đó. Nhưng mà không nói nha. Cái anh nói thôi đi vô phòng số 2 đi để tôi chụp bánh tét. Trời ơi, nó tắt đuôi rồi, không chính, không có đãi người ta. Tôi vô phòng số 2 tôi gặp liền em ơi, Cao Minh. Cao Minh cao đồ tổ thầy nữa cơ ngơ về thai giọng cố. Mà bả niệm Phật tới nổi nghe cưng biết không, con gích rút kẹp đây nè. Để cái thẹo luôn, còn đỡ chách luôn hai cái lần con kè con gít nó kẹp á. Không vậy không la hết. Không. Em thấy ừ. Ừ. Tao đắc đạo hết trơn em. Cái tôi vô tôi nói chuyện cái cô mới nói nè. Tao nói nè ha, tao nói dạ thưa cô. Con là người sanh sao đẻ muộn con gặp giáo lý thầy thiệt, con tu theo thầy đó thưa cô. Nhưng mà con không hiểu nghĩa câu nói của thầy nói. Bởi vì thầy là Phật, con là chúng sanh, mà con người sanh sao đẻ muộn con không có được hiểu nghĩa nhiều. Nhờ cô giải đáp giùm. Nói mày lo cái gì? Bà hỏi gì? Mày lo cái gì? Mày học giáo lý mày không thuộc rồi mày sợ mày ghét hả? À? Ừ, nói vậy đó. Rồi cái gì mới nói? Dì nói nè. Sao không sợ cô? Cô tu, cô đi tới trường, cô cấp sách tới trường, cô có sợ cô gớt không? Gớt đâu có điểm mà lại không có sách vở gì, cha mẹ không khen cô. Nói vậy đó hả? Mày sợ tới đó nữa đó hả? Nói dạ. Nói con đừng lo à. Con đừng lo con gán tu đi. Rồi cái tao mới nói nè. Tao nói, thưa cô, con nói thiệt cô, con là người sanh sao đẻ muộn, dầu con thành gắn con cũng bò quyết theo mấy huynh đệ anh em. Chứ con không bỏ đạo nó thiệt cô tu tới chết mà cứ thấy giờ gì sắp chết nè. Mà tao tu tới giờ này luôn. Tao đẻ được con gái tao đó. Dạy nó tu đó. Rồi cái cô mới nói sao cưng biết không? Cô nói nè, con à, cô chính cô là người thai giọng cố nghe con. Cưng biết lạng hoạn qua đó chết học máu. Phải dễ đâu. Cố với các vị là kia là chư thần giữ chứ. Ừ, chư thần ta giữ trơn à. Thai giọng luôn là
Ừ. Tù bả ngồi bả tịnh nghe cưng. Cô bảo là không ai dám lên ngồi. Anh dám lên ngồi không? Anh nhìn lực lượng không? Rất là đẹp mà không dám. Không dám đâu. Nhưng mà bà hay đó. Dạ, còn như bà chú xứ rồi ai cũng làm gì cũng được. Bây giờ như anh muốn chứ. Không có đâu cưng, chết à. Chết à. Bà cố chú xứ cưng đừng dễ ngư nghe cưng. Con Ngọc Hoàng đưa xuống nghe. Bà nói người ta ăn cắp vàng bà mò cái cổ bà bẻ chết mà không được đó. Bà kêu bà 12 hộ tề lại tiếp đó. Bà chú xứ nói sao hả? Ừ. Dạ. Cưng nghe thầy nhắc nè. Thầy không nhắc nghe cưng nhưng mà ông ba nhắc rồi ông sư giải nhắc nghe cưng. Mà vì thuộc được có một câu à. Ông nói nè. Thượng Hoàng thượng động cố hỷ con vua Ngọc Hoàng nghe cưng. Ông cho xuống tới 5 người lận. Ông nói đó. Thất nương vào bái cúi đầu lĩnh vua cho triệu con vào chầu cha tới 7 người đó nghe cưng. Ngọc Hoàng ngày mới phán ra cha cho xuống dẹp gian tà trung ương. Cưng biết hồi xưa bà ngồi bà xây mặt cái đường á. Nhưng mà ông gì? Cái ông gì mà trốn trên đó ông gì chưa? Không phải, ông kia nữa. Ông kia mà chôn 5 người đệ tử đó kêu ông Thoại Ngọc Hầu. Ừ, ông Thoại Ngọc Hầu nói chị khó quá, chị xây mặt vô đồng đi chứ chị xây mặt ra ngoài người ta chết hết. Rồi bà mới xây ra đồng đó cưng, chứ không thôi bà xây ra đường đó. Thượng động cố hỷ cưng đừng dễ ngư nghe cưng. Mình tu theo người ta, tu không tu thì thôi, mình tu theo thầy thì tu. Đừng động phạm ta cưng, người ta người trên trước không đó. Nếu người ta không linh thì tới ngày lễ người ta đâu có mưa mà lại là đâu có. Người ta cử lễ đông như vậy Phật đâu có cho cưng, trời đánh chết à. Em thấy lễ lọc bà người ta đi rất nhiều đó. Còn có chuyện nào nó buồn gỡ nữa không nha? Thì tao có bộ chuyện đó chứ tao có bộ chuyện nào hết. Lọc bà không? Có chuyện nào? Để tao đuôi gồng tới bay dơ dẫn. Chừng đó mới thấy nghe cưng, chừng đó mới thấy ứ bứa ghiều nghe. Tôi cho em biết thiên cơ chút nữa nè. Nè. Ông Năm Chèo đó hen, nhất thinh sụp hết cù lao ông Năm Chèo nổi nha. Ông nổi lên ông quất cho hết người hung đó. Mà không phải mình nên ổng đâu nghe cưng. Đây nè, cưng coi diễn biến tới nơi nè. Ông ba ông nói này nghe, không tiêu, thấy không tiêu mà tiêu mới lạ nghe cưng. Gán tu đi. Mày đừng theo thiên cơ nữa, mày lo mày tu giết đi. Mày bòn được người cưng được phước lớn cưng biết không? Cưng chuyển lên cho người ta mà người ta tu mà ta nín thở ha. Mà người ta niệm như gì chỉ đó ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Sáng thời chiều thời thôi. Cái áo mày nó cũng ướt nữa. Nhưng mà thầy biểu mình gán cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Về thiện giái cõi tiên mới bảnh. Gán lo tu đi mấy em. Vậy là cái năng mẹo này là bắt đầu là vô cái con bù lon nó xiết luôn ha bà nè. Trời ơi. Năm mèo tháng mèo chưa buồn cưng ơi. Nói tới đó mày thuộc rồi chứ còn gì nữa, mày theo đạo mày không lẽ mày không biết. Cô Năm nhắc là cho bà con biết đi. Ừ. Năm mèo tháng hỡi mới lị tuôn dầm về vậy mà chứ mấy ủ ê. Trung ương gồng lộn nè, ê hề thay thi nè nghe. Trạng trình truyền sắm mấy lời ngày nay dân chúng vậy thời gán chi nghe. Hiền lương bổn phận tu mi nè còn nữa nghe cưng. Phần thời mắt chặn đại phong nữa nghe, đông tây nam bắc đại đồng lấp thay nghe. Qua năm đinh mão như tơ gối cuồng. Ừ. Năm tới này cưng thấy te đái dữ lắm cưng ơi, bính dần nhiều chỗ bơ dơ. Qua năm đinh mão như tơ gối cuồng, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về đó. Mà ổng còn cho mình biết đó là vậy mà chưa mấy ủ ê nghe, trung ương gồng lộn ê hề thay thi. Mình nằm trên cái lưng con gồng nè nghe cưng. Lỗ mũi lỗ giải ổng gì nằm ở trên nó cưng coi cái cuốn thất sơn màu nhiệm để chỉ hết trơn luôn. Mà ổng dậy lên rồi cưng nghe thầy nói không. Vì nhắc lại câu nói thầy nói cho cưng nghe này nghe. Bể trần nha. Mà thế gian này mà thầy nói đó, bể trần sống cuộn lao đao. Cho cưng biết. Rồi cũng nói lao sao bể bắt non tầng quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho gõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Mà nói qua liền năm nước chặt đường qua lộ văn giáo máu tràn như sông, thập bát quốc làm hội đầu sơn đó nghe. 18 nước vô quánh cái núi ông mình nghe cưng, quánh banh chỗ đó đó.
đến đó bà con mình ở trong núi cấm mà có sao không, núi đổ á bà Năm. Trời ơi, núi cấm chạy không kịp chết hết trơn. Vì nói cưng này nghe, chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm mi có kẻ cứu mình. Mà bây giờ cưng bòn trước tới chừng đó chư thần ta cho con biết. Ta cho biết ngàn cưng, ta kêu trên thinh không cho mình nghe. Cái người tu thiệt tâm được chư thần ta kêu là ngày mai sắp nổ, cưng mới tránh trốn được. Còn cưng tu không thiệt tâm không ai kêu cưng đâu, rồi bay cát bay đá chết hết trơn. Thầy phơi lắp đại đồng mà cưng biết. Trời ơi, cái biển mà người ta còn lắp rồi cưng ơi. Nhiều cách chết lắm ngang cưng. Còn ông nội nữa ngang cưng, ông nội mình ấy vợ ở trên núi á. Có con chim đá nổi từ lâu chừng kia có máu thấm vào nó, dùng dậy lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp ngàn muôn người cũng được, như không là nó ăn còn hơn năm chèo nữa ngang cưng. Năm chèo hơi hám gì, ông ngáp cái có 500 à. Ông ăn cho hết người hung đó, nhưng mà không hết đâu cưng ơi. Hổ lang ác thú tới muôn bầy xa, sau này nó xuống dữ lắm ngang cưng. Không phải như dịch tháng đâu, dịch tháng có bầy hay bầy. Nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa đó. Mấy em gắng tu đi, nghe lời tôi đi mấy em. Vì cưng nghe lời tôi ha, cô cúng lại công phu. Việc chi dù quá cần cù cũng nhân, về khắc tập tu nguyện cầu đi. Khi gánh việc đồng sâu trợ búa, đem chám kinh tự của thầy ban gắng tu cho nhiều đi. Rồi đặng nữa Phật cứu cho mấy em à. Ông nói đó, ông nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Yeah. Mình phải trả quả, mình phải trả quả cưng à. Cưng nghe thầy nói không, lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, không lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngày, cứ bền chí có ngày thông thả cưng biết sao. Bởi vì thầy biểu mình tu đó mấy em, đặng vừa lời với vốn chứ đừng trả ngôn nghênh đó. Sau này nó gượt mình bị gì, hồi xưa mình gượt ông bà nó nè, đất này của nó không phải của mình. Ừ. Đành thế nhưng lừa giờ lời với vốn, chứ lẽ gì chịu trả ngôn nghênh. Mà cưng thấy không, cái ba chút chỉ có hai người, một người mà chạy muốn chết luôn, không ai kháng cự lại hết, chỉ biết chạy không. Mà chạy cưng thấy nó chặt đầu, cưng thấy để vô trong cái mộ ba chút nghe nói là 300 mấy chục đầu gì đó. Để lên nhà mồ đó. Tổng cộng 13.180. Thấy chưa, mà nó có mình nên à. Mà cưng thấy mình khiếp nhật cỡ đó, đó. Tại vì mình họ, bởi vì ông Phật nói khô khôn xưa Phật sợ cái khôn nay Phật không dùng. Là vì người hồi xưa người ta có anh hùng, cưng nghe thầy nói không, gái anh hùng xưa có chân dương, đuổi quân Tàu ra khỏi quê hương, cúng xong hận thù chồng dốc trả. Bây giờ cưng thấy đâu có ai anh hùng đâu cưng. Cưng nói vậy chứ có hữu sự mấy cưng chạy chân. Cưng nghe thầy nói không, trời ơi, hồi đó quy y tôi rất là đông, bây giờ có chuyện bỏ tôi cũng là đông. Hôm mà tới sấm nổ chạy trơn đó, cưng thấy không, thầy nói đó. Mà cái gì năm mà khi mà bậc thầy á, cấm mà bốn ông thẻ đó, thầy mà thầy nói đó, cấm mà năm ông thẻ không lẽ thu tạo đó là cái gì đó, rồi sau này những tín đồ bổ kỳ hương hoặc còn giáo hảo đó, rồi mình ở trong vùng bốn thẻ đó có sao không vậy đó. Trời, mày ở vùng bốn mày ngon rồi có sao. Mày vô được bốn cửa thành đó là Phật là ứng chứng mày, mày mới vô được, chứ thần ta dẫn con vô chứ không phải đơn giản con vô được đâu ngang cưng. Thì nói là mình bây giờ mình ở đó được hay không? Bây giờ ở đó có tu hay không tu? Cưng ở đâu cưng cũng tu hết được hết trơn, chứ không phải đợi ở đó. Mày ở đó mà mày không tu đi mày cũng chết. Thiệt luôn. Cưng ở đâu cưng cũng tu hết là được à, tại vì thầy nói nè, đâu đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Ý con nói là nhiều người nói tại vì không nên ở trong bốn ông thẻ. Tội nghiệp quá, người ta sẽ chết. Người ta mới nói con vậy. Người ta nói vậy đó. Ừ. Bốn ông thẻ cái gì là ta đi ở ngoài đó đi rồi sau này mới vô được. Ừ, trời. Trời. Sau này cưng không có tu hết. Vì đố cưng vô được mới sợ đó. Trời ơi, bốn ông thẻ đó là cưng biết hả? Sau này thành bốn cửa thành. Mà chính Đức Phật Thầy Tây An sai Đức Cố Quảng đi cấm đó nghe cưng, thầy biểu. Ông phải cấm bằng gỗ mộc, rồi ông đọc tâm kinh từ từ có chữ thần ta giữ hết đó. Bây giờ mà cưng lung lăng cưng vô đó đi đây nè, để gì kể một chuyện này cho nghe nghe. Hồi xưa tao cúng lại, tao niệm Phật mới tu đó, tao có đi lễ nè, tao có chứng kiến được, nhưng mà tao không dòm được nghe, nói cho rành cưng biết làm sao không.
cái dinh cố đó, dinh cố ở trong Long Châu đó em. Bà đó đừng bà mà bà sưng nghe, bà sưng bà lợi bà lấy đao bà múa, bà múa bà men dữ lắm luôn, rồi bà học máu bà chết tại chỗ luôn. Rồi bây giờ tao nghe nói nữa nè, mà mấy em có đi thường mấy em giếng gì kể gì nghe coi. Nghe nói tự nhiên nổi lên cái thiền mà giờ treo lên trên cái chùa gì đó rồi người ta kéo lên đó. Nhưng mà người nào lên tới là phải giá giang đồ này kia chứ tự leo lên thiền là chết liền. Mày nghe thiền đó không? Không, con nói luôn đi, tại vì con có ít tiền lắm. Cái thiền đó là giờ đang nằm ở dưới chùa gì ở tại Kiên Giang á. Gần mình lắm. Mà khi nổi lên có bốn cái cốt ngừ ở trên thiền đó đó. Mà bây giờ kéo lên chùa rồi. Kéo lên chùa rồi. Có dinh thông thể số 1 đó, nó bị sét đánh, nó nứt gạch. Ừ. Nứt gạch ở dưới. Ừ. Cái tam bảo thì hiện lên cái chân dung Đức Thầy với Phật Thầy Tây An luôn. Ừ, vậy đó ha. Ừ. Thể 1, thể Tây Không Đăng á. Ừ. Thấy không? Ông Phật nói thêm, ông nói gẫm ra chuyện lạ ở đời. Lạ nhiều chỗ lắm rồi cưng ơi, bây giờ gì nói cưng nghe, không phải mà nói thiệt chứ con người mình bữa nay sống chơi bơi không biết mình sống không, gắng lo tu hiền giết đời này nó cận dữ lắm rồi cưng ơi, mỏng tợ màng the. Thầy nói gì cũng năm, thầy nói là đục trong bốn cuốn ngọn ngành. Ừ, khuyên người trao chỉ chữ lành cho xong. Bốn trong bốn cuốn ngọn ngành là cái gì chống mà đâu năm nói con. Thì trong giáo lý đó hết trơn đó, là thầy gom bốn cuốn nhưng mà sự thật trên 20 vạn lời lận ngang cân. À, thi văn có rồi mà giảng có, ổng để lại là bốn cuốn là nhất nhị nguyện đó. Nói đục trong bốn cuốn ngọn ngành. Ừ. Ngọn ngành là cái gì trong đó mà nó đục trong là cái gì trong đó cô Năm? Đục trong là chỉ cho mình cái tội cái phước. Ờ, bốn cuốn ngọn ngành là bốn cuốn, thầy để lại bốn cuốn là bốn cái chế lực cho mình mò theo đó cưng, đặng mình tu đó. Bị gì thầy nói rồi, thầy lạc tớ không ai chỉ bảo rồi, như dịch con nhiều dắt nhờ gà, cưng muốn hiểu nghĩa và cưng muốn tìm theo cho giỏi đó là cưng cần ôm giáo lý cho nhiều. Mà nghe lời tôi nghe, không phải ôm một giáo lý không nghe, lục tổ có nè, rồi ông ba thới có nè, thầy nói cưng nghe không, thầy nói á. À, bàn qua kim cổ một hồi thầy xuống giữa trời châu đốc thẳng sông là rồi thầy biểu mình theo lục tổ chứ theo thần tú, thì cưng tìm những cuốn giảng đó cưng học rồi cưng mới hiểu nghĩa ở bên giáo lý được, tại vì giáo lý là Phật nói, còn mình là chúng sanh cưng phải tìm mấy ông Bồ Tát đó cưng học vô rồi cưng mới tìm theo. Nhưng mà tôi nói cưng nghe nè, Đức Phật Tây Tổ hồi xưa ngài nói, ngài nhờ tham thiền mới thấu lẽ màu của đạo. Mình ngày nay mình muốn hiểu giáo lý cưng cũng phải tham thiền nhập định, đặng cưng tìm theo. Em ơi, mình là chúng sanh không mà em. Người ta là Phật sẵn mà người ta còn phải tỉnh tọa muốn cưng chết người ta đó. Lục tổ Huệ Năng cưng biết vô cái núi Diệu Bính đó em. Ngồi tịnh thiền, tọa thiền mà tới nổi cái đầu gối của ngài nghe nó mòn theo cái đá luôn. Rồi cái áo dài ngài nó mòn theo lằn đá luôn, ngồi ở trong cái núi, trong cái kẹt núi để mà trốn người ta lại ta đốt ổng. Tôi cưng biết, cực khổ lắm cưng ơi. Xưa tu mười mới là đắc đạo, nay một tu cũng đó thầy Phương. Bây giờ mấy em tu mấy em sướng muốn chết luôn, nói thiệt. Đâu cực khổ như mấy ngày hồi xưa em biết nhịn đói nhịn khát. Đức Phật Thầy Tây An em đưa lên tới núi mà núi Sam không có cái quần cái áo nữa cho em biết. Đi dọc đường đi với mẹ, mẹ đau ghét đó, cõi hết bận cho bà. Rồi bà chết rồi liệm luôn. Rồi thành ra ngày ở chuồng ở trần ngày lên đó. Còn bà Quan Âm Nam Hải cưng biết không? Ở bên nước Tàu, nước Quý Quốc á, mà bị cha không cho tu. Rồi làm đủ cách để giết bà. Rồi mà đem bà ra chém giác bằng đêm mà cọp nó tha bà qua tới nước mình là cưng biết chỉ có một bộ đồ dính già. Không có được cái quần cái áo mà thay đổi mà lại không có cơm gạo nữa cho cưng biết. Qua Bến Hà tiên mình đó. Sau này bà dễ nghe cưng. Phật bà hiện phép giá xong. Khai kinh thành lộ ra công lập đời. Mấy em muốn biết rõ mặt mày của mấy vị cao minh cao đồ, mấy em gắng tu đi nữa sao nghe thầy nói. Người nay mà dạng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Mà nếu mà có tạng được mặt mày cũng giấu giấu đừng có phe phan như vậy là chết. Dạ bà Năm, vậy thì người ta hỏi nó là lúc bây giờ miền Bắc miền Trung quá là bị nạn mà. Ừ. Miền Nam thì không bị gì hết. Trời ơi.
là mai sau cũng vậy luôn, nghĩa là thế giới Nam Châu ở đâu không biết, nhưng mà ở miền Nam là Bắc Phật là không bị gì hết, khỏi cần tu gì được không? Nam mô Đà Phật, sao gan, sao gan dữ à? Thầy nói câu nói nè, ti là nương giữa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dần về Nam, cưng biết người ta úp lại hết trơn đất này, ai dùng nữa đâu, người mình ta không dùng nữa cho cưng biết, người ta nư tứ nước cam lồ cho cưng sống nè, đê mê 7 ngày 7 đêm nè, cưng biết ai còn ai mất à. Ông nổ một tiếng nhất thinh rồi, nó thiệt cưng á, con người mình sống như chết rồi, nằm dãy đàn dãy lớp, nhưng mà nhờ cái người ta có tu trước, ta có đạo trước, bởi trước giữ gìn nền đạo cả bản vàng trói gạn chẳng hề lưu, nhờ mấy người đó đó ta mới gom lại, ta mới tứ nước cam lồ cho cưng sống thôi, rồi người ta còn phải đưa cưng về ta úp cái nơm lại đặng cho ta lập đời nữa cho cưng biết. Tỷ quả thằng lung đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe cưng. Trời ơi, màn lớp này thầy nói cưng nghe, khổ như thảm, ngày nay có mấy sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện mới được tồn đó nghe cưng. Trời ơi, ông Năm trèo lại, hàng thú dữ chung vô gai vô lùm vô bụi nó cũng mổ sạch trơn đương cưng. Cưng nghe thầy nói không, gắn to tên gọi mãn xà trên gừng, nó xuống nó tha dương trần chứ không phải tha mình anh cưng đâu nghe. Trời ơi, tuy là nương giữa non thần, ngày sau thế cuộc xây dần về Nam, mà nói chuyện ở trong Việt Nam khỏi tu cũng còn sống có trơn á. Ốc nà cưng vô đây lễ. Miền nào cũng phải chịu chung cái cảnh lập thiên lập địa này hết trơn á, chứ cưng biết hồi xưa tới giờ Phật dạy tu dữ lắm rồi, mà cưng không chịu tu rồi cưng ăn không ngồi rồi cưng đợi tới có hưởng có trơn cưng. Rồi thầy biểu mình gán cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật tánh, rồi thầy biểu mình phải hạ thủ công phu cho chín chắn nữa, rồi thầy nói trong lúc đó niệm cho để có nữa, rồi cưng tính sao, tính sao đây. Trời ơi, mình muốn còn sống cưng phải gán tu hiền chứ. Bây giờ cưng ở đây cưng lo tu hiền cúng lại niệm Phật, cưng làm tướng đi, thương người mến vật đi. Bây giờ chị nói cưng nghe, mình đi đường, mình lỡ gặp người sinh, trong bụng mình chỉ có 50 ngàn, xiết cho người ta 10 ngàn đi chết tao chịu cho, còn 40 mình đi về. Thiệt á, mình làm lần đi cưng, rồi chư thần ta biên chép, người ta nói tội nghiệp tinh bích này nó dưới thế gian nó lo làm lành làm phước dữ lắm, nó lo nó truyền đạo, rồi nó lo nó bố thí, nó phóng sanh, nó làm đủ các việc từ thiện, tránh những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, nó về nó công phu nữa, người ta độ cưng dữ lắm đó. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái đó cưng. Gắn nghe là gì đi, chờ vì cháu mình chắc cũng có duyên, sao lâu lâu rồi tụi bay thăm mừng ha. Mừng lắm, đặng trông cho người ta tu chứ gì không trông, nó ngay có em mới có được người ta nghe, chớ gì ở đây gì không có đi đâu được, tại vì đã bệnh rồi, thành ra gì không có đi đó đi đây được, có mấy em lợi truyền ra, rồi người nào ta nói vậy đó, mấy em nói nè, cô Năm cổ nhắn với tôi á, là nói anh em nếu thương cô Năm gán tu gán công phu hạ thủ và gán làm lành làm phước đi, nửa sau mình còn sống hết trơn à, còn sống. Phật gom mình lại cưng, tự dù cho cái xác mày banh chành đi chăng nữa, cái hồn mày cũng được Phật cứu, vì 7 ngày đê mê nhật nguyệt biến mất, phong thần khởi ra nghe cưng. Trời, tao nói câu nói đó luôn. Vậy thì ta nói là máu thấm vào núi Long Két, mà máu đâu thấm bà Năm, máu của chúng sanh mình hay là của năm nước chật đàn? Trời ơi, của mình luôn, của năm nước luôn, nó kéo qua đó nó đánh đó, nó giành đi đó. Như cưng kéo qua tớp quân, em kéo tớp quân, tôi tớp quân để em đi trước, em giành sao tôi quánh em cho chết. Tại lỗi dân giáo đó. Tại lỗi dân giáo đó, máu tràn thành sông đó. Mà lộ dân giáo mấy em biết rồi, chứ còn gì, nó từ núi Sam trở lên tới Châu Đốc đó, từ Châu Đốc tới núi Sam nó thẳng con sông đó đó, nhiều lắm mấy em ơi, sau này nhiều lắm, kể sao cho xiết chuyện đi. Sao thầy này lớp thì ác thú dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày không thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú để đền bồi tội xưa nghe mấy em. Tôi nói mấy em ha, mấy em về mấy em cúng lại, mấy em gàn sao mà người ta lại chửi ngay mặt mình, mà chửi tả rồi đi về, mà mỗi ngày đều mỗi vị chứ không phải nhịn lần được đâu nghe. Gắn nhẫn trăm phần dù khó nhẫn, thầy nói mấy em nghe không, thầy nói chữ nhẫn đức kể ra luôn thể, chữ nhẫn thành báo quý hiển giang.
ráng nhẫn đi. Thế mà nó cô năm mà giáo lý với thầy thì nói đó việc biến chuyển thiên cơ đất đắc khi chúng sanh hãy gắng tu hành. Cái gì đó mà ai mà... à, vậy ngươi câu nói đó hả? Ai nói cả trăm năm. Không ai nói à? Dạ. Có câu giảng nào đề ra cho tao nghe tao mới chịu à? Từ tí chí hợi biết đâu mai chiều nghe. Đừng nói tiếng nói đó. Bị gì mấy em không biết rồi người ta nói mấy em nghe. Tôi xin lỗi mấy ông chứ mấy ông xuất gia hồi bao nhiêu năm bây giờ có sức nữa chứ. Tôi hỏi ngược rồi đó. Trả lời nghe. Trời ơi trời. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang ly kinh tức cự nhất tự tức đồng ma thiết nghe. Tu thì lo tu đi đừng có lo mà nói thiên cơ thánh thẳng nghe rồi mình mang tội nghe cưng. Lưỡng thần ghi chép liên miên đây nè, cưng làm cán bộ ha, cưng nói một lời nói người ta biên cưng cứ mừ sách tội ha. Nói chật thì mang lỗi đó. Trời ơi em ơi là em khuyên người ta tu thì lo tu đi, nói là ngày nay sống chứ ngày mai mình không biết sống không, đừng nói dài dòng chứ. Nói cho trúng à. Trời ơi mấy em chưa biết đâu mà, nói thiệt đó. Ừ, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Tiêu còn diệt nữa đó mấy em. Người ta để linh hồn em nằm trong cái tảng đá gì đó nghe, và giữa trời dạng kiếp thu tới ba nguồn mấy em mới lên được cái kiếp này. Đến năm nay hao hết đã nhiều rồi. Các ngoại bang đà nhuộm máu điều rồi sao chẳng thế không lo chẳng liệu để đến việc gian lưng mà chịu nghe. Chớ Phật đâu cứu kịp cho người nghe cưng. Rồi, cảm ơn cô Năm nhiều. Chưa có, đau ốm đầm ấm trơn chưa có. Trời ơi, đau mày thấy người nào nấy đau quằn quại trơn. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay được nhân viên đến nhà cô Năm, thăm cô Năm. Cũng có trao đổi đạo đức. Con cũng có thắc mắc như này cô Năm, thầy có nói là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm Di Đà gắn niệm cho gần đặng sống thì coi. Mới được sống coi tiền thánh thì mới được sống coi tiền thánh. Đó là như thế nào, mong cô Năm trình giải cho em giáo giới hiểu đặng đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Con biết không, thầy ra đời năm 1939 tới giờ mà thầy đã vắng mặt biết bao lâu. Thầy kêu mình sợ mình không tu trọn vẹn cái đời của mình, không được giải thoát, không được là chờ đủ, chờ con đầy đủ nghĩa nhân. Nên thầy kêu trước, rồi thầy vắng mặt biết bao lâu. Bây giờ mình ở lại, mình coi như là tín đồ thầy, nhưng mà sanh sao đẻ muộn rồi, không gặp mặt ai hết. Thành thử ra mình mù gờ dôi rồi mấy em. Mình gờ giáo lý, mình ôm giáo lý, mình tu đi. Lỡ gớt cũng vừa bụng nữa, thầy biểu mình đời cùng tu gấp kịp thì là em phải tu cho kiếp kiếp, mau kiếp kiếp tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối thì muộn rồi đó nghe. Đến chừng sấm nổ văn thanh e, ba tánh ăn năn đã muộn. Thành thử ra bây giờ mình phải là dù mấy em đi cỡ nào cỡ nhưng gán cúng sáng cúng chiều giùm tôi đi. Rồi Đức Thích Ca ngày xưa ngài đẻ 7 bước 7 bông sen mà ngài còn phải ngồi khổ hạnh 6 năm nè. Đức Phật Thầy Tây An 13 năm nè, Đức Lục Tổ 9 năm nè, Phật Bà Quan Âm Nam Hải 4 năm. Người nào cũng phải tịnh tọa để người ta tu, để người ta tìm con đường giải thoát, để người ta giải thoát thân tâm người ta. Nên mình bây giờ mình nghe lời thầy, thầy biểu đời cùng tu gấp kịp thì bây giờ sáng cưng cúng, chiều cưng cúng. Nhưng mà cưng phải yêu, tôi yêu cầu các anh em đồng đạo cô bác, nếu nghe được băng tôi xin nhân được một tiếng đồng hồ cũng được, hay nửa tiếng cũng được, ngồi xuống đó cúng rồi ngồi chắp tay vào ngực để nín thở và niệm Phật nghe. Chứ còn thở ra thở vô là nó phóng lắm. Đức Phật có biệt có dạy mình nè, Đức Phật nói nè, nguyện tiếng chuông lành thông cắt gỏi, thiết di địa ngục cũng nghe gành. Thì nghe gành cái chỗ mình nín thở mình niệm, mà đừng nhớ thiên nhớ địa, cứ nhớ ông Phật trước mặt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Mà trong thời gian mình cúng rồi mình ngồi xuống mình niệm Phật đó, phải chú ý và phải nín thở và phải niệm ông Phật trước mặt mình, niệm hoài hoài hoài. Được như vậy mà được 100 câu cũng được, hay là 50 câu cũng được. Mà ngày thầy tháng kia tháng lợi, mình bòn mót vậy đó, ông Phật nói chờ con đầy đủ mà lỡ mấy em mà còn trẻ nè mấy em dễ lắm. Niệm Phật cúng lại mà nín thở mà niệm được đó em. Mà nó dính mắt rồi đó em. Tâm được phát rồi là mấy em khỏe rồi, qua khỏi địa ngục rồi. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, mấy em gớt dưới cũng được Đức Vua nhắc ghế mời ngồi.
Còn ông Phật nói gắng tu cho qua cửa Diêm Phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du thiên đường. Mấy em ơi, thầy mình là Phật rồi đó mấy em. Mà thầy còn dạy chỉ rất gành gọt, mà dạy chỉ cho mình giữ giới luôn. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung mới quả lành, mới không có mất. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Mà nếu mấy em mà không nghe lời tôi đen, cúng sáng cúng chiều rồi phát áo đi ra, là mình nhớ thiên nhớ địa dữ lắm, ông Phật không có tiếp thu được. Chư thần người ta không chịu được. Thử ra người ta biểu mình tu như vậy càng tu càng tội nè. Lục tổ nói nè mấy em nghe không, lục tổ nói người tu hiền phải cần hạ thủ công phu một cách chín chắn, nếu không chín chắn chỉ luống công thôi, rốt cuộc sinh tử vẫn quần, sinh tử không thoát ly ra được đâu cưng. Rồi ông nói ra pháp môn tịnh độ này đây là để rước các bậc thượng căn thắng sĩ, chứ hạ căn không vào pháp môn ấy được. Tôi nói rồi, cô bác anh em nên tìm cái nghĩa ngang, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Để thầy nói nè, thầy nói trong lúc đó niệm cho lấy có một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như. Mình giữ tấm lòng mình cho đừng có động đậy, đừng nhớ thiên nhớ địa, là ở trên người ta cũng nghe mà dưới địa ngục cũng nghe. Thầy nói nè, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn dân, chớ nên làm bước làm càng, trong lúc đó niệm cho lấy có. Rồi thầy biểu mình nữa nghe mấy em, thầy biểu muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới nên, muốn cho nên phía sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Tôi chỉ có biết bao nhiêu điều đó. Rồi tôi phiên anh em, cô bác nên cúng lại niệm Phật sáng chiều và ngồi xuống. Ngồi xuống cô bác anh em nghe lời tôi nghe, niệm 100 câu hay là 50 câu cũng được, đừng nhớ gì hết. Như vậy mình mới chắc ăn nghe cô bác anh em. Rồi từ từ tội lỗi mình nó mòn tiêu, rồi đến cái ngày mình lâm chung đó, Phật sẽ cứu mình. Vì Đức Di Đà ngài dạy đó, ngài nói lúc chúng sanh nào, lúc lâm chung mà nhớ đến ta từ 1 niệm đến 10 niệm, ta sẽ cứu nghệ về cõi Tây Phương Cực Lạc. Không cứu nghệ ta thề không ở ngôi chánh giác. Tất nhiên mấy em muốn đến lúc lâm chung mình biết niệm Phật, thì bây giờ mấy em nên cúng lại sáng chiều đi. Nghe lời tôi nín thở ngồi niệm đi. Trời ơi, kiến tha lâu đầy độ ổ mấy em. Rồi mấy em thuộc thần rồi đó, đi đâu được tâm phát rồi là mấy em qua cửa địa ngục như không rồi. Đức Phật cũng dạy mình đó mấy em, dạy mình dữ lắm, biểu mình phải gắng tu, phải gắng cúng lại, phải gắng làm hiền, giữ giới là làm hiền rồi đó. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất. Rồi ông biểu mình, người tu hiền phải cần hạ thủ công phu một cách chín chắn, gắng nghe lời tôi nghe, khi vô cúng lại niệm Phật, nín thở niệm đầu trên, nín thở niệm xóm dưới, rồi mình cũng thở ra thở vô, chứ người ta lội được, mình lội được cô bác à. Thì niệm cho gành đó, bởi tôi mới chỉ là nín thở niệm nó mới gành. Để mình thở ra thở vô, nó nhớ thiên nhớ địa dữ lắm, nó không gành được. Rồi là không có ai nghe được. Còn mình niệm như vậy đó là nguyện tiếng chuông lành thông các cõi thiết di địa ngục cũng nghe gành. Đời cùng tôi gấp kịp thì bây giờ cô bác anh em mình được mạnh giỏi gì, được mạnh lành gì. Gán niệm Phật, gán cúng lại và gán giữ giới cho ngon lành, đi ra đường giúp đỡ người ta đi anh em. Cây mình còn đốn vô mình làm gián nè, làm cột nè, rồi mình làm củi mình chậm ý cái cây mình cũng được nhờ. Huống chi mình sống trên đời cô bác anh em ơi, nếu mình không tu thôi, còn mình tu mình gán làm tướng đi, nửa chết làm thần. Làm tướng là gì biết không? Biết cúng lại, biết hạ thủ công phu, biết đường nào tội phước, rồi lại biết thương người mến vật nghe cô bác anh em. Phải biết thương người mến vật. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước người ta đi. Hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành. Rồi nói bố thí đừng có phân bì, cúng chùa đừng có buồn gì sải tăng. Có lòng Phật cúng chẳng ăn, trước cúng sau các sải tăng hầu tàn. Ai cũng vậy, ta không có nhà, ta không có nhà cưng. Vậy đó. Rồi mình gán lo cúng lại niệm Phật mấy anh em ơi. Mình đã nghe tôi nói cho mấy anh em biết nè. Ông bà ông nói để người sao để tội từ đầu chí chân, tối ngày mình chưa biết mình.
phạm lỗi gì, phạm tội gì. Nhưng mà trước hết mình phải lo cúng lại niệm Phật đi, rồi mình lo hạ thủ công phu ngon lành đi. Rồi ông Phật ổng độ mình ngày qua tháng lợi, anh em biết không? Khi mà mình được phát tâm, mình được tâm phát bồ đề vững chắc rồi đó ha, là ông Phật cũng nói nè, hễ thanh tịnh thường thông nguyên não, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia nhờ chỗ thanh tịnh đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia không dám dắt hồn, thoát lưng chuyển khỏi đeo khổ tử. Gán tu đi cô bác anh em. Ông Phật ông còn nói câu nói này nữa, để tôi đọc cái bài này cho cô bác anh em nghe. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tam quy ngũ giới. Tam quy như thế nào, ngũ giới như thế nào? Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo, chúc ông thòn nhỏ vững lèo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu, nơi cõi tạm trong sầu bể khổ, là ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ga lắm nợ phong trần lưng hồi sáo nẻo, khôn lần bước ga, gài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt ngũ hương, quơ gươm trí huệ ma dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý, trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quằn, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, phá ngũ quẩn dứt lần tha mái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn, dầu gặp phải mưa đơn gió kép, cũng kiên trì mà dẹp gai trong, ngày nào đắc được lục thông giấc hồn, cha mẹ tổ tông bảy đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu, chúc cho đó dẹt mây mù vững vàng, bất thối công phu vuông tròn, đến ngày biển cạn non mòn, tứ ăn đã trả không còn tội căn, nay ông nhập tự làm căn, tăng trước sau thì khác thiện căn dẫn đồng. Và thêm khúc nữa nghe, ông Phật nói dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất. Rồi nói gán kỳ trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta gõ đạo mộng. Gán tìm hiểu nghĩa nghe cô bác anh em, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Trước tiên mình lo cúng lại, lo niệm Phật, mình ăn chay được thì càng tốt. Rồi còn phải lo cứu nhân lợi vật, bố thí phóng sanh đi. Đức Thích Ca nói mình muốn sống thọ phải mua cá phóng sanh. Hồi đời xưa đó tôi nghe mấy anh em đồng đạo kể lại đó, nơi có chú bé đó, chú lợi chùa chú ở rất là lâu rồi. Đến ngày đó ông sư ông huệ được, rồi ông biểu thôi con đi về thăm gia đình đi, rồi hả lại đây ở với thầy. Thì ông biết chú bé đó là tới ngày mai là tới số rồi, thành thử ra mới sai chú bé về thăm cha mẹ. Chú bé vừa đi trên đường thì gặp cái ổ kiến vàng nó sắp lút nước đó, nó trôi đó. Cái chú bé lấy lội xuống lấy cây bắt cầu cho nó qua lộ, nó sống. Đến cái ngày đó, ổng định là ngày đó nó chết á, cái sống nhằn. Cái ổng mới hỏi, bữa hổm con vừa thăm cha mẹ con, ơi con đi dọc đường con làm gì không? Nó dạ con không có làm gì sư phụ. Nói có, con không làm sao mà được như vậy, con phải trả lời thiệt cho sư phụ nghe. Rồi ông mới nói, ông nói dạ thưa sư phụ, con đi trên đường về thăm cha mẹ con có gặp cái ổ kiến vàng nó sắp lút nước, con thấy tội nghiệp con bắt cầu cho nó qua chỉ vậy thôi à sư phụ. Nói nhờ chỗ đó đó con được sống thêm đó. Thành thử ra mình giờ cưng ơi, thầy cũng biểu mình nghe mấy em, gán bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người biết thương người. Và ông nói mình nữa đó nghe mấy em, thương người mến vật Phật đâu phiền lòng, tánh như lai nhiệm màu vô kể, người không tu nay trễ muộn rồi, gán tầm đạo đức dân ơi, tứ ân hiếu nghĩa đắp bồi tổ tiên, nhân đạo đức thì hoàng thiên mới chứng, mà người tu hiền mới chứng là con. Nghe mấy anh em, điều trước tiên ông Phật nói gán nhẫn trăm phần, dù khó nhẫn nhưng mấy em gán nhẫn nha, ai chữ mắng người ta giả điếc đi, rồi mình tránh người ta ra, nói ngay tôi cũng không có lợi phiên được. Chính tôi bây giờ mà người ta chửi là tôi cũng nhìn nhịn chứ, nhưng mà tôi không có lợi nói chuyện luôn đó mấy em. Thầy biểu mình đó, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn. Mình không động đậy mà người ta chửi mình là người đó không có đạo, thành thử ra không có lợi phiên được.
Gán lô cúng lại niệm Phật cưng ơi. Em mà nói thiệt với mấy em ha. Mấy em mà được được tâm phát rồi, người nào cũng thương lắm, em nghe thầy nói không? Thành công im thấm có lắm người yêu. Quý lắm. Đi tới đâu quý dữ dằn. Dạ cô Năm ơi, vậy thì cái diễn biến sắp tới đây cô Năm mình tu còn kịp không cô Năm? Kịp chứ con. Kịp. Tại vì lúc này chưa có sấm nổ mà thầy đã thầy nói để chừng sấm nổ gian tình. E ba tánh ăn năn đã muộn, bây giờ mấy em mà hạ thủ công phu ngoan lành hen là mấy em bớt được một phần nào tội lỗi rồi. Tôi nói thiệt mấy em ha, tôi là thấy chết cái bên đó. Thối quá nè, địa điểm nè, tiểu đường nè, em biết mình nên tôi đó. Mà ngày giờ này tôi còn sống á là cũng nhờ ở trên Phật độ, với hai nữa tôi cũng niệm Phật hồi lúc mà thằng Út tôi còn nằm ngửa, cái thằng đi ra vô đó. Bị lớn 31 năm. Mới được ngày nay đó cưng. Được ngày nay gặp anh em cô bác mà lại mà quay mà để truyền lên cho cô bác anh em nhớ nghe lời tôi nghe. Cắn cúng lại sáng chiều và cúng lại rồi nhân về khắp tập tu nguyện cầu đi. Khi gánh việc đồng sâu chợ búa đem sám kinh tự của thầy ban. Học cho thông thuộc đôi đàn ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng phân đi. Gán học pháp học giảng cho nhiều. Và gán hạ thủ công phu hai thời lẳng lặng dùm đi. Có thêm nữa, bằng đêm ngủ không được ngồi dậy bắt nó niệm Phật đi. Mà trước khi niệm nghe, em nghe lời tôi nghe. Em nín thở em niệm, nín thở niệm. Nếu mình quên Nam Mô Di Đà Phật quá thì mình cúi kính cúi đầu vi Tây Phương ngũ nguyện đi, đọc hết mấy bài đó, cái thời cúng mình mấy lần vậy đó. Rồi mình niệm hoài. Rồi nghe mấy em niệm lâu ngày chày tháng nữa thiệt mấy em. Mấy em mà được tâm phát. Tôi nói thiệt, tôi dơ mặt mấy em tôi biết liền đó. Thiệt luôn. Bởi vì ông Phật ông nói nè, ông nói xét trong môn tịnh độ có phần kiến tánh. Lời nói của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Ngài cũng dạy mình tu hiền đó mấy em. Thầy biểu mình theo Lục Tổ chứ theo thần tú. Công phu gắng giữ gìn nghe mấy em, để uổng lắm nghe mấy em. Em chỉ một thời công phu thôi, người ta cho em qua mấy nấc rồi đó. Chư Phật, chư thần ta biên, ta chép hàng ngày nghe lượt. Mãn trăng sổ nạp một lần nghe mấy em. Thiên đình ngày mới phán tường hiền hung. Mà mấy em nghe không? Dân tiên nào phải con vua. Nhờ tâm hiền đức cho chàng kế ngôi. Ông ở trên trời mà ông dòm xuống biết dân tiên đó. Ông nhắc đó. Dân tiên mắc nạn mấy lần ngày sau cũng được ấn gồng trị dân. Mấy em ơi, mình sống ở đây là trên vũ trụ của tuần hoàn tạo hóa. Mà mình được bình yên như gì mừng nên đưa nước ngoài. Mấy em biết không, ta lộn xộn mà ta chết chóc mà người ta, em nghe người ta chết cả làng không? Bị cái bệnh u vết u que gì chết cả đống cả thuyền đó mấy em. Xác nó như con ếch gì đó, nó liện vô đống đống rồi nó đi như vậy đó rồi mấy em. Bởi vì thầy ông Phật nói nè, thương ba năm không chợ nhóm chiều. Nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, thay không lấp mà để phơi khô. Không nước mà uống Nam Mô đạo nào đó. Nó có đủ thứ hết trơn á mấy em ơi. Mình sống bây giờ mấy em tin không? Đố ai biết đặng ngày mai. Ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, lời nói của Đức Huỳnh Giáo Chủ đó. Mà mấy em nghe lời tôi nghe. Gán lo cúng lại, gán lo hạ thủ công phu ngon lành. Và phải tránh những cái điều tà kiến để mình theo lầm nghe, lầm tà đạo nhân hư bất dụng nghe mấy em. Còn dùng sát, còn vô sát ra sát là tà nghe, còn để đầu đanh là tà nghe, còn dùng màu sắc là tà nghe. Mấy em tránh chỗ đó đi, ai có đó đừng tới chơi với người ta, đừng nói động người ta nghe. Kệ, mình lo mình sửa mình đi, trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn đi. Mấy người đó không nên gần gũi. Thầy biểu mình lựa cò, lựa cho phải cột, phải kèo, phải dai, phải dế mà theo kẹo lầm. Mình muốn kết bạn với anh em, chọn anh em nào, cô bác nào. Người ta tu tự nhiên, rồi người ta được phát huệ mấy em lợi đó mấy em. Hầu hạ người ta mấy em cũng được phước nữa là gì. Ngày nào đắc được lục thông giác hồn cha mẹ tổ tâm bấy đời. Tâm ta bình tĩnh rồi người ta mới được như vậy, nhưng mà phải tự nhiên, đừng có vô sát ra sát mà cà niễn rồi lợi đó chết á. Thiệt á, mấy người vô sát rẻ sát người ta sưng dữ lắm mấy em biết không? Chẳng những người ta sưng mà người ta còn nói
đủ thứ hết trơn. Thấy ông tao nói mày y gan nhà tao nói ông năm lọt là lọt liền. Thở đời nay kinh coi, ổng nói gì nè, ổng nói chỉ có mình anh giảng kinh của thầy với của ông Thanh Sĩ chứ ngoài ra người ta thêm bớt dữ lắm, mà thầy biểu mình theo dõi gốc người xưa mới kịp, gắng bắt chước làm theo Phật thánh, mà nếu các vị Phật các vị thần thánh người ta không để giảng kinh lại cưng biết đường đâu cưng đi, mình là người sanh sao đẻ muộn biết nhà ổng đâu đâu đi, mà ổng đó chết ngắt rồi còn đâu đi, như lục tổ Huệ Năng ta chết mất tiêu rồi, cũng thấy không, Đức Phật thầy Tây An viên tịch hồi 12 tháng 8 tới giờ cưng lợi cưng theo được không nè. Rồi ông Nguyễn Trung Trực tử ngày 25 tháng 8 lỗi dữ lắm rồi, ra cho bụi luôn chứ đừng nói chuyện là thầy gọi cái bà cô Hai Trần Bạch Tuyết đó cứ nghe không, nó cô Hai Trần Bạch Tuyết bữa đó người bạn vũ cô Hai đi chơi rồi đi gặp Phật, rồi cô Hai Trần Bạch Tuyết nói mày khùng quá, Phật thì ở Tây Phương chứ Phật đâu đây mà đi coi, rồi cái bà mới không đi, bà ở nhà đâu vài bữa sau bà đi mình nên bà đi đâu không biết, mà gặp trời mưa cái bà lủi vô cái nhà ông Ký Giỏi, cái ông Ký Giỏi ổng tiếp bà, cái thầy cho người xuống kêu, thầy kêu cô Hoa Trần Bạch Tuyết lên thầy dạy việc, rồi thầy mới kêu cô lên, rồi cô mới khép nép cô phanh tay đứng vậy nè, rồi thầy mới nói con nói con gặp Phật con tu rồi, giờ gặp bà này tu tưa, rồi cái bà nói về tu, dạ con tu mà nói vậy chứ không có hỏi gì hết, rồi về bắt đầu bà tu thời gian, rồi người bạn bà cũng như mấy em vậy nè, mới lại nói tiếc ơi tao đi coi bói tử vi rồi nói mày tu có chồng ba con mới tu được chứ giờ mày tu không được. Cái bà nói anh nói sao kỳ, mình tu được hay không là do lòng cương quyết, sao lại nói có chồng ba con mới tu được, mà nói vậy chứ bà gầu lắm. Bà gầu thời gian sau cái bà đi đâu không biết, bà gặp đám mưa cái bà lủi vô nhà ông Ký Giỏi bà đục, cái thầy mới kêu lên, thầy nói con à, nghiệp tuy có nhưng đối với người thiệt tâm họ không làm gì được mình, con gắng tu đi về con, ngày sau con cũng được như thầy thôi. Mà cưng nghe không, từ cái ngày mà thầy nói như vậy hen, là bà ra khỏi cửa là bà xỉu liền theo tay, rồi khiêng vô nhà thì bà mạnh lành, không có đau ốm bệnh hoạn gì hết. Bà tu tới chừng bà được hình như 25 năm hay gì đó, được 49 tuổi rồi thì bà giảng sanh, bà biết ngày chết là cô Hai Trần Bạch Tuyết. Còn ông Ký Giỏi là cưng biết không, ông Ký Giỏi đó ông đâu có chịu, bà nằm chiêm bao thấy chư thần người ta kêu bà, nói dòng họ bà biểu đi tìm Phật đi tu, bà tìm mấy ngày mới được đó, tìm mấy ngày mới được gặp thầy đó, bà đi tùm lum hết trơn, rồi tới bữa đó sao mà bà đi ngồi trên xe lôi có thầy tớ nó chở đó, rồi bà đi ngang bà gặp thầy bà xuống bà khóc dữ lắm luôn, rồi thầy mới nhận cho bà quy y thời gian, rồi ông Ký Giỏi ông thấy sự linh thính và màu nhiệm bị vị thầy lại đó ở đó, rồi ông Ký Giỏi mới tu. Mà từ cái ngày ông Ký Giỏi mà phát tâm mà quy y với thầy đó là cưng biết không, nhờ cái kho xăng đó, mà tự nhiên phát quả đi, rồi thầy mới tạt cái ly trà đó, rồi người ta mới hứng được giọt nước mưa mà sao quá thơm trà, rồi người ta mới dập tắt được, thì thầy mới kêu ông Ký Giỏi đi lại đó, rồi ông Ký Giỏi thấy sự màu nhiệm vậy ổng mới về ổng mới xin với thầy quy y, mà thầy không cho, thầy nói thôi để nửa tháng sau hai tháng sau gì đó có mấy anh em bạn của ông ở thành phố về rồi ông hỏi quy y, rồi ổng mới gầu, ổng nói lý do sao mà mình tu mà Phật không cho biểu mình phải chờ mấy ông này chừng nào vô trời. Rồi thì nói ngay hồi xưa không có điện nên cưng, nhưng mà Phật biết trước, rồi Phật mới nói vậy, rồi từ từ mấy ông đó vô nói anh tin dị đoan đồ này kia nọ, rồi ổng mới kể lại mẫu chuyện đó, rồi thầy mới kêu mấy ông đó lại rồi cho uống nước trà, chung nước trà gì đó, rồi thầy mới nói vụ cháy khỏi xăng, rồi thầy mới nói thôi bây giờ mấy ông làm ơn bắt cái đèn đó giùm tôi đi, có ai bắt được. Mấy ông nói đợi giờ pha học không ta dùng điện không cháy trơn rồi, còn ông dùng tay không làm sao cháy. Rồi thầy mới nói để tôi dùng tay không thử cháy không, thì ông chỉ cái đèn thì tự nhiên cái đèn sáng ánh mà. Rồi cái thầy mới biểu thôi tắt đi, tắt đi, cái mấy ông kia không chịu nữa, mấy ông kia nói đâu ông làm cái gì nữa cho tụi tôi coi đi. Rồi ông chỉ cái quạt gió, trời ơi nó quạt thôi, ta nói mày tóc tai gì, áo quần gì tét hết trơn. Cái mấy ông mới nói nè, thôi thầy ơi thầy tắt đi thầy,
con tin rồi thầy, con tin rồi. Thì tắt kế hoạch đó là mấy ông quy theo, là ông ký giỏi quy luôn. Mà ông ký giỏi cưng biết quy từ cái ngày quy cho tới cái ngày viên tịch ấy. Ngày không cho bà vô săn sóc mà lại ngày bẩn cái áo dài suốt luôn, không ngày nào buông áo dài chứ. Ừ, ông chết ông giảng sanh đó cưng, ông ký giỏi mẫu chuyện bên thầy đó. Ừ, biết trước ngày giờ đó cưng. Cô Năm thật lại câu chuyện để tôi. Ừ, ông bắt giật làng. Chứ còn ông Tổ Mã Hà thì nó nghe tôi muốn đi giếng lắm, mà tôi đi giếng không được. Tại vì lúc đó mình còn ở gia đình, chồng không cho. Còn bác Vật Lan là cưng biết không, người ta đi lên núi, người ta lo người ta tu. Nhưng mà người ta giỏi quá nên phe ngoài nó tính nó giết nhân tài, nên nó cho ông ăn bữa cơm. Cưng biết cái hang ông bác Vật Lan giờ còn ở trên núi ông đó. Nó bắt chó, bắt gà, nó thả dưới chết trơn. Rồi bữa đó nó cho ông ăn bữa cơm, đặng nó thả ông xuống đó. Mà thời mai ổng đâu có chết được cưng, ổng còn sống. Ổng lên ổng biên là ở trên đá đó, ổng biên chữ đó là ổng nói là Bát Ngôn Bích Ngọc ẩn bên trong, Vật Y Đai Máu Kim Khôi Giáp, Lan Thấy Tận Tường Chớ Phải Không. Là ổng nói là trong cái núi đó là có đền vàng. Ừ, mà ông Tổ Ma được đi xem, mà vì không có diện kiến được Tổ Ma. Còn cái mẫu chuyện của ông bác Vật Lan này là vì đọc thôi, chứ gì cũng không đi giếng được. Vì chỉ biết lo chắc ăn là thầy nói là chắc ăn 100% thì ra mà đó. Tao nói mày không xê đây nè cưng, đừng có tin nha. Thấy không tiêu mà tiêu mới lạ nghe. Thầy nói muôn thu thiên định khắc kỳ nghe cưng. Nghe cưng nhớ lời nói thầy đi. Bây giờ mình lo mình tu đi cưng, đừng có lo là thời cuộc nữa. Thời cuộc để Phật sắp xếp.